Chào các bác, em lại tiếp tục lên sóng một em rửa bát, em gọi nó là siêu phẩm TM8. Vì cái dòng này nó cũng không có nhiều, các cái dòng TM đời cao thì rất là nhiều các bác hỏi. Nhưng mà máy thì không nhiều, đặc biệt là cái giá thành của nó thì rất là mềm. Đấy. Con này thì em bán với cái giá là 3 triệu rưỡi bảo hành 1 năm, giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Chưa bao gồm biến áp, phí vận chuyển là 150.000, biến áp là 500.000. Một con TM8 đã làm vệ sinh sạch đẹp, test ok, máy hình thức bên ngoài rất đẹp, nội thất bên trong rất mới. Quay cho các bác xem, một con TM8 nhé, mỹ mãn luôn. Bác nào đang cần một con máy mà chiều cao mở xuống là 60 phân, tổng chiều cao máy là 60 thì con này là lựa chọn cực kỳ hợp lý luôn. TM8 được sản xuất năm 2016 này các bác này. Đấy. Con này nó tương đương với TR8. Hình thức ngoại thất khá đẹp luôn. Series máy con này là 0496 đời 2016 nhé, TM8. Nội thất thì rất là mới á, cực đẹp luôn. Tất cả các cái dòng máy này thì nó thiết kế đều giống nhau về kích thước, chứ là không nói về kích thước nhiều nữa các bác nhé. Đều là dòng máy 6 bộ của Nhật. Nhật nó chỉ có máy 6 bộ này thôi, chứ không có máy to hơn đâu ạ. Quá đẹp cho một con TM8 luôn. Cái này lắp chưa vào khớp nhé, lắp lại dài. Này cho lắp vào khớp lại các bác nhé, chưa cài vào đúng rãnh của nó, đúng rãnh của nó vào đây để cài tốt này vào. Rãnh này vào đây. Đấy, sau khi quay xong sẽ lắp lại. Đây, nội thất cái may so nó còn rất là mới các bác này, cực đẹp luôn. Nội thất thành vách, mọi thứ quá mới luôn. Chỉ một cái TM8 đẹp xuất sắc từ bên ngoài vào bên trong, cực đẹp luôn. Giá thành thì vừa phải, hợp lý. Chiều ngang là 55 phân, máy được bảo hành 1 năm, bên em đã test ngon lành hết rồi. Chuyên máy rửa bát thì các bác không phải lo, các bác xem em suốt ngày đang máy rửa bát đấy. Các bác nào chưa sắm thì mình nên sắm một chiếc đi ạ. Cái máy rửa bát bây giờ nó cũng thông dụng như là các cái máy giặt thôi. 20-30 năm trước thì mình nghĩ là ghê, còn bây giờ nó như đồ chơi thôi. Làm cái vật dụng rất là thiết yếu xã hội bây giờ. Đấy. Riêng shop em đã bán không biết hàng bao nhiêu nghìn con rồi. Thì cả nước này các bác biết là dân mình bắt đầu dùng máy rửa bát rất là nhiều rồi nhé. Rửa với nước nóng 80 độ C luôn. Đặc biệt là máy Nhật này các bác không cần phải dùng hóa chất tẩy rửa, vẫn rửa sạch bình thường. Đấy. Có chế độ sấy riêng biệt các bác nhé, chỉ sấy nó không cần rửa. Đấy, các bác muốn bắt đũa sấy khô thì các bác chỉ sấy thôi này, thời gian sấy 60 30 45 60 phút. Đấy. 3 triệu rưỡi các bác nhé, bác nào có nhu cầu alo em. Chào các bác.